Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập hành trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh được Tử Vi muốn gửi tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, bất ngờ tiên tri tiết lộ bí ẩn, sự thật về cuộc đời tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ 45 tuổi trở về sau. Số hưởng phúc lộc tổ tiên, càng già càng giàu có, cuộc sống đủ đầy, an nhàn sung túc, hưởng phúc lớn đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Canh Thân 1980 thân mến, người xưa có câu ở hiền thì gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên, bên cạnh đó tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già. Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Ai trong chúng ta đến tuổi trung niên thì rất quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không ạ? Và tuổi Canh Thân sinh năm 1980 là người có tâm địa tốt, lương thiện, một lòng một dạ hết lòng vì công việc, dù có phải trải qua nhiều khó khăn vất vả thời trẻ, nhưng con giáp này luôn có lòng kiên định và dũng khí lớn lao tiến về mục tiêu phía trước, sống rất nhiệt tình, chân thành. Nhờ vậy mà từ 45 tuổi trở đi, họ được quý nhân phù trợ, thân tài mở kho ban phát tài lộc, làm ăn trúng lớn, đổi đời giàu có. Đặc biệt vận tài lộc của Canh Thân rất dồi dào, tiền bạc ào ào đổ về như mưa rào mùa hạ, cuốn trôi đi sự vất vả nợ nần nghèo khổ cả một đời. Đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xịn, giàu sang sung sướng khiến người người kính nể. Về hậu vận thì an nhàn, con cháu tấn phát, công danh rạng người. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ diễn biến như thế nào? Tương lai của Canh Thân sẽ đón nhận những cơ may gì và cần chuẩn bị những gì để đón lành, tránh dữ? Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ vận may nào nhé. Quý vị thân mến, linh hoạt, nhanh nhẹn và láo cá là đặc điểm nổi bật ở người tuổi Thân. Người tuổi này hầu hết là người có cá tính, tự tin. Họ hiếm khi đánh giá thấp bản thân của mình. Họ có một tinh thần dũng cảm và tình yêu nồng nhiệt, khiến cuộc sống của họ mang nhiều màu sắc đặc biệt. Người tuổi Canh Thân là người tò mò, tinh quái, khôn khéo và là người vui vẻ từ trong tâm. Nếu bạn muốn có ai đó vui nhộn quanh mình, thì hãy tìm một người tuổi Thân. Người sinh năm Thân không chỉ có óc hài hước mà còn là người trí thức nhất trong tất cả. Có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Canh Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Canh Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Trong giao tiếp, những người thành lựu 1980 có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt, nhạy bén trong từng tình huống. Họ làm cho người đối diện thấy được sự cởi mở và chân thành khi giao tiếp với đối phương. Trong công việc,
thách thức là động lực để những người sinh năm 1980 lộ diện tài trí, sự mạnh mẽ, quả cảm, nhờ đó mà những người tuổi này thường có được thành công hơn người. Thế nhưng, nếu xét về vận số thì lại có rất nhiều thứ chi phối cuộc đời của tuổi Canh Thân, nhưng thứ ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong hai từ cá tính. Cái cá tính này bao hàm nhiều sự nóng nảy, lắm phần bướng bỉnh, đôi khi hơi cuồng, cố chấp và bảo thủ. Cái cá tính mạnh mẽ, thiếu duy tính sâu xa, thiếu lý trí dẫn dắt này của Canh Thân sẽ khiến đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo. Thành thử, thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn thì lại ít, nhưng được một chữ, thỏa, thỏa mãn cho vạn sự mà Canh Thân đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình, được một chữ đã như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, được uống một ly nước mía giải khát. Cái đã của Canh Thân chính là việc dù trong thời điểm nào, họ cũng đã lựa chọn theo đúng đường mà họ mong mỏi. Nó có thể sai ở tương lai, có thể hối hận khi nhìn lại, có thể chẳng rút ra được bài học gì từ quá khứ đã chảy. Nhưng ít nhất nó đúng ở hiện tại, vẹn tròn cái suy nghĩ và mong mỏi, hoàn mỹ cho những gì Canh Thân đang cháy trong từng phút sống và tồn tại. Vậy nên gọi một Canh Thân thất bại, đó là cách bạn nghĩ. Thành tựu nhân sinh của họ có thể ít ỏi, nhưng trải nghiệm tinh thần của họ thì lại phong phú lắm thay. Còn trong cái suy ngẫm của chính bản thân họ, hối hận có thể chỉ ẩn chứa một phần nhỏ, còn lại vạn sự vốn tùy tâm, vạn điều vốn tùy tính, vạn chuyện trong đời, lo toan, tính toán nhiều mà làm gì. Căn bản, kiên quyết phải thỏa cho cái sự tự do, phải sảng khoái cho cái sự bướng bỉnh của con khỉ Canh Thân, con khỉ đậm chất cá tính của bản thân, nhưng không hề nhàn tàn. Cùng nhìn lại chặng đời của Canh Thân, thời trẻ của Canh Thân là những ngày tháng cùng hiến hết mình, hăng say nhất, vui tươi nhất, dám nghĩ, dám làm và liều lĩnh nhất. Thì lại gặp ngay cái cảnh vận mệnh trêu ngươi, vận số đi xuống, khiến vài ba năm chẳng được việc gì. Những năm tháng tuổi trẻ gần như chỉ là một đoạn ủ ê, không hanh thông, không thành tựu, chẳng được việc, xem như là trải nghiệm ngược xuôi. Tuy vì thế mà Canh Thân chán nản đôi khi, nhưng cũng nhờ vậy mà rèn được tâm, rèn được tính, rèn được bản lĩnh về mình, để hy vọng sau một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì cùng là lúc bắt đầu có những bức tranh mới mở ra, một chút tia sáng, cho Canh Thân ứng được cái câu, khổ trước mà sướng sau. Hiện tại của tuổi Canh Thân, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, tức vạn vật luôn có một định số riêng biệt, một tài năng để hoàn thành định số, và một khả năng tiềm ẩn để bay bổng, thăng hoa. Nhưng lẽ dĩ nhiên, dù là chim hay cá, để bay và bơi đều cần phải học, cái khả năng tiềm ẩn, cái nét duyên lạ, cái điểm thú vị trong tài trí của Canh Thân là luôn có, nhưng sẽ cần họ khai phá ra mới móc ra, trên con đường mà họ theo đuổi sự sang giàu, cái vòng đại vận của tuổi Canh Thân cơ bản đã đến mình. Tức nó đã cho tuổi Canh Thân vinh quang ở điểm cần vinh quang, nổi trội ở lúc cần nổi trội, phú quý ở khi cần phú quý, hưởng thụ phần nào sự trọng vọng của những người xung quanh, và khi đã vòng vèo bao năm quanh co, thì cũng đến lúc Canh Thân đạt đến đỉnh cao. Từ năm 45 tuổi trở đi, tuy nhiên, nếu bạn cố gắng nhẫn nại chờ thời, thì 45 tuổi trở đi sẽ chính là lúc Canh Thân đạt đỉnh cao, sẽ là giai đoạn Canh Thân sẽ có cơ hội để tăng tốc vận hành thăng hoa, nếu mùa đông ở hiện tại sẽ ứng với những việc khó khăn, những vất vả, những mỏi mệt, những trắc trở, những hoảng loạn, những lo toan, thì tương lai của Canh Thân sẽ là cảnh sắc mùa xuân. Mùa xuân đang ở phía trước là những may mắn, là sự thành công tích cực, là những hoa thơm trái ngọt đang chờ Canh Thân đón nhận. Nếu trong năm 2023, tuổi Canh Thân bị kìm hãm bởi cái gọi là tam tai, với một số con giáp khác thì hẳn nhọc nhằn lắm, nhưng với Canh Thân thì tam tai có ngược xuôi đó, nhưng cũng chỉ vậy thôi, tức là Canh Thân có thể vượt qua một cách dễ dàng nếu họ hoàn toàn cố. Khi nhân tâm mong chính là thiên ý muốn, khi nhân tâm trở chính là điểm đất trời ủng hộ thăng hoa. Vì đường đời của con khỉ trước nay vốn lòng vòng và không dễ, bao ổ gà đã vượt, bao khó khăn đã trải qua, thì xá gì thanh chắn tam tai trên đường, chút trắc trở này cứ vậy mà xử lý đi qua. Bước sang năm 2024 này là năm có thể mở rộng hệ thống hoặc nâng tầm trong lĩnh vực bạn đã và đang làm. Vì nhìn xa một chút, cái hạt năm Canh Thân gieo trong 2023 sẽ được các tính cao chiếu của 2024 cho nở rộ, cho thêm phần đơn sắc, thêm phần bay cao. Trong năm 2024, công việc Canh Thân mới thực sự thành toàn, được suôn sẻ thuận lợi như ý muốn. Canh Thân nên tận dụng khoảng thời gian này để phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân. Canh Thân là người giỏi giao tiếp và có tiếng trong xã hội, được nhiều người biết tiếng, ngưỡng mộ. Công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, người làm công ăn lương có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp. Tuổi Canh Thân vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp có phần thong thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước.
vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng. Thời vận của tuổi Canh Thân từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi, Canh Thân luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương giúp đỡ. Theo tử vi trọn đời, tuổi Canh Thân, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác không phục mình. Bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của tuổi Canh Thân rất dồi dào và bất tận, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, càng về già càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý đủ đầy, an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Canh Thân sinh 1980, cụ thể như sau. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong số 12 con giáp, tuổi Canh Thân là đại diện của sự tin nhanh, thông minh và trí tuệ. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã ham học hỏi và khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Người này sớm trưởng thành, tự lập và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, vẻ vang. Họ tiếp thu thông tin, kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau và biết chắt lọc những kinh nghiệm bổ ích cho mình. Bởi vậy, người tuổi Canh Thân am hiểu nhiều lĩnh vực và có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Trong công việc, họ phù hợp với nhiều ngành nghề trong xã hội như nhà báo, diễn viên, nhà nghiên cứu khoa học, hay tuổi Canh Thân có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh, trở thành những ông chủ, bà chủ buôn bán lớn tuổi. Canh Thân có nhiều ưu điểm giúp họ làm việc thuận lợi hơn, đó là khả năng quan sát tinh tế, óc phân tích nhạy bén, chính xác. Đứng trước bất kỳ khó khăn nào, họ cũng giữ được thái độ bình tĩnh, không hề run sợ hay chán nản. Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Canh Thân gặp nhiều may mắn, họ biết cách tận dụng, nắm bắt thời cơ để đạt được thành công. Khi làm việc, những người này rất tập trung, không có bất kỳ ai có thể làm họ dao động. Sự mưu trí, thông minh giúp cho họ dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của những vấn đề cần giải quyết. Dù là trong tình huống khó khăn nào, tuổi Canh Thân cũng dễ dàng thích nghi và làm việc rất hiệu quả. Họ phù hợp với những công việc có tính độc lập cao. Người này có khả năng lãnh đạo, có tài năng về nhiều phương diện. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao tự đại, dễ đắc chí với những gì mình làm được. Họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém người khác. Đôi khi họ thích phán xét, chê trách người khác, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Những nhược điểm ấy luôn khiến tuổi Canh Thân tụt lùi, gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Theo luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Thân, bước vào trung niên thì sự nghiệp được bền vững và ổn định, thăng hoa nhất vào khoảng 45 tuổi trở đi. Cuộc đời có thể có nhiều may mắn về danh vọng cũng như sự nghiệp, số sẽ được quý nhân giúp đỡ, tạo cho nhiều cơ hội gây dựng cơ nghiệp vững chắc và lớn mạnh. Nhờ đó mà tài lộc cũng bùng nổ, càng về sau càng giàu có, tài phú hơn người. Vì sự thông minh nên người tuổi Canh Thân thường là người chiến thắng, họ luôn thể hiện hết mình trong công việc khi cảm hứng dâng trào. Họ chính là những người tài năng thiên bẩm. Ở Canh Thân cũng có những đặc trưng rõ ràng như cẩn thận, kiên nhẫn, ý thức cạnh tranh mạnh mẽ, biết đoán lòng người qua sắc mặt, tính toán tỉ mỉ. Vì thế họ luôn tận dụng được thời gian cũng như các mối quan hệ xung quanh, về sau được ủng hộ, giúp đỡ, tạo nên nhiều thành tựu nổi bật. Xét về phương diện tài lộc. Theo luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Thân, vận tài lộc của con giáp này khá tốt, số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nếu ăn ở ngay thẳng và hiền hòa, ắt hưởng phú quý, hai con cháu sau này cũng được nhiều phước lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Khi bạn bước vào trung vận thì sự nghiệp này càng bền vững hơn, nhờ vậy mà tài lộc vượng phát. Nhưng từ năm 45 tuổi bạn có thể sẽ kiếm được một khoản kếch xù. Người tuổi Canh Thân tính cách sôi nổi, là người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ sâu rộng, vận thế tài lộc không tồi. Người này thường may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền. Song do bản tính nóng vội, thiếu xem xét suy nghĩ kỹ càng, nên họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát tài. Họ dễ dàng thỏa mãn bản thân với những thành tựu nhỏ về tiền bạc, cũng không muốn hy sinh quá nhiều để có được thêm càng nhiều tiền bạc. Vì thế mà thời trẻ Canh Thân cũng có những áp lực về tài chính, khiến cho cuộc sống của bạn gặp rất nhiều trở ngại. May mắn là trong cuộc sống luôn được bạn bè người thân giúp đỡ, trên đường đời còn được quý nhân đồng hành nên nhanh chóng vượt qua. Đến trung vận, khi sự nghiệp được vững chắc, tài lộc của bạn cũng bùng nổ mạnh mẽ. Với người làm công ăn lương, có thu nhập ổn định, về cả chính tài và thứ tài,
không lo thiếu tiền thiếu bạc. Còn với ai đang làm kinh doanh thì may mắn luôn đến bất ngờ, có nhiều mối làm ăn lớn, tiền bạc thu về cũng rủng rỉnh. Để tài lộc luôn được thịnh vượng thì canh thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp trở ngại, dễ dàng thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ, xem tử vi chọn đời theo ngày tháng năm sinh thấy rằng những tuổi Đại Kỵ với canh thân là Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, canh thân, Mậu Dần. Trên phương diện hợp tác làm ăn, bạn nên tránh kết hợp với những tuổi xung khắc, nếu không cuộc sống khó được như ý muốn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, những người tuổi canh thân luôn có trái tim và tinh thần trẻ trung. Ở bên họ, mọi người sẽ luôn được vui vẻ trên hết mọi thứ. Những người này thích được vui đùa. Đây là lý do tại sao người tuổi Thân có rất nhiều bạn bè. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy, họ cần sự phong phú, thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa rằng họ không phải là biểu tượng của sự chung thủy. Người tuổi canh thân cũng rất nhiệt tình. Với tính cách nhiệt tình này, tuổi canh thân rất dễ vào lưới tình. Thế nhưng kết quả của nó là bạn yêu đơn phương. Cũng có thể bạn đến với tình yêu quá nhanh. Với bản tính thiếu ổn định của mình là bạn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Mặt khác cũng làm cho bạn không dễ có được tình yêu đích thực. Tuy bạn thật lòng đã yêu một người nào đó, nhưng bạn sẽ dễ dàng yêu ngay người khác nếu thấy hợp. Điều này sẽ làm lòng nhiệt tình của bạn bị nguội đi rất nhanh. Như vậy người yêu của bạn sẽ xa bạn. Nếu may mắn thì sự hài hước của bạn sẽ giúp bạn phá được vòng luẩn quẩn để quay về với hiện thực. Tuy vậy, không phải lần nào bạn cũng gặp may. Thông thường, phụ nữ tuổi canh thân rất quan tâm đến ngoại hình của đàn ông. Bạn quyết không tình nguyện chủ động theo đuổi nam giới, thậm chí kể cả những người nhiệt tình theo đuổi cũng bị bạn cho ra đứng ngoài cửa. Bạn cũng không nên cho mình là lỗi thời. Trong tình trường có câu nói, đa tình từ xưa đến nay đều sinh hận thù. Ngoài ra, còn có một lời khuyên cho bạn, không thể cố gắng làm cho người đàn ông đối xử tốt với mình để vừa lòng, còn bản thân bạn chỉ muốn được đối xử như một công chúa. Điều này chỉ làm cho anh ấy mệt mỏi mà xa rời bạn. Trong cuộc sống gia đình, bạn thường thể hiện là một người phụ nữ quan trọng trước mặt chồng và là một người giỏi giao tiếp ở bên ngoài. Tuy nhiên, đôi khi bạn có những yêu cầu quá cao, khiến cho đối phương nhiều lần mệt mỏi. Cuộc sống hôn nhân gia đình bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu như bạn khéo léo, biết cách dĩ hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, bạn nên tìm cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Những bà chủ gia đình tuổi canh thân đa phần là những người vợ đảm, ngoài xã hội cũng là người giao thiệp giỏi, nên gắn chặt với chồng để giáo dưỡng con cái, tu nhân tích đức và đặc biệt là học cách ứng xử tề gia nội trợ. Nam giới tuổi canh thân hoàn toàn không thích chỉ yêu một người, mà sẽ có nhiều bạn gái cùng một lúc. Bạn rất xem trọng tình yêu, lúc nào cũng chìm trong giấc mộng tình yêu. Có thể vì thế mà bạn vứt bỏ hết công việc, tiền của và địa vị. Trong cuộc sống gia đình, bạn không hề nhúng tay vào giúp vợ làm việc trong gia đình. Nhưng khi qua tuổi 35, bạn sẽ có thay đổi rõ rệt. Suy nghĩ chín chắn sẽ làm cho bạn tự nguyện chịu trách nhiệm công việc gia đình. Tiền vận gia đình chồng vợ luôn xung khắc, bất hòa, không được hạnh phúc cho mấy. Có đôi chút vất vả về đường con cái, về sau cũng dần êm ấm. Có nhiều hạnh phúc và đẹp đẽ trong cuộc sống, không thiếu những giây phút yên vui, hạnh phúc trọn vẹn. Về già đông con, đông cháu, được nhờ phúc con cái rất nhiều. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của canh thân, thời trẻ sung sức, nhưng từ trung vận trở đi, do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn, lo nghĩ nhiều nên không tốt, thường xuyên đau ốm, bệnh tật lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Nữ mạng tuổi canh thân cần hết sức lưu ý tới các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh thì triệu chứng nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền cũng hao nhiều hơn. Nam mạnh chú ý đề phòng các bệnh liên quan tới hô hấp. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến thương tật, tay chân, đi lại khi tham gia giao thông cũng cần phải hết sức chú ý. Ngoài ra, canh thân là người cũng dễ bị kích động, không kiểm soát được cảm xúc, cần giữ tinh thần thoải mái, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Người sinh năm Khỉ, đa phần tinh lực dồi dào, sức khỏe khá tốt, dũng cảm can trường, thích mạo hiểm, ưa kích thích, cần chú ý cẩn trọng, đừng quá hiếu động mà gây tổn thương cho bản thân. Quý vị thân mến, và bây giờ là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi canh thân 45 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho tuổi canh thân, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, tử vi 2024 của 12 con giáp nhận định, nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, thêm một số cát tinh hỗ trợ, dù vẫn trong năm cuối tam tai, nhưng 2024 được coi là năm phát triển khá mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi canh thân. Cát khí thắng thế, một khi bỏ công sức ra,
thì ắt thu được thành quả như ý muốn, dù cũng va vấp không ít khó khăn hay thách thức. Thậm chí trong quá trình cố gắng, Đường Số còn tìm ra những năng lực tiềm ẩn, có bước đột phá ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Dự đoán tổng quan các phương diện cuộc sống năm 2024 của tuổi Canh Thân như sau. Công việc làm ăn rất tốt, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công lớn hơn, kết giao bằng hữu tốt, làm công việc gì cũng thuận lợi, bạn thậm chí còn được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm đáng quý. Người đi theo con đường công danh, dần khẳng định được vị thế của mình, trong khi đó những người trẻ tuổi tìm ra con đường thích hợp để phát triển bản thân, luôn hăng hái khi thực hiện nhiệm vụ được phân công, sẽ khó tránh khỏi những khó khăn hay thách thức, nhưng cuối cùng vẫn đạt kết quả như mong đợi, tài lộc tốt, có sự gia tăng mạnh mẽ trong năm 2024. Thành tích tốt trong công việc giúp bạn thu được khoản hoa hồng, thưởng nóng không hề nhỏ. Với người làm kinh tế, đây là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Dù vất vả nhưng bạn sẽ thu được khoản lời lãi xứng đáng. Đáng mừng hơn, một vài người còn phát tài bất ngờ nhờ những trò chơi may rủi hoặc đầu tư mạo hiểm. Tình cảm gia đạo rất tốt, nhân duyên vượng, đào hoa phấp phới. Người độc thân được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thậm chí chính bạn còn trở thành đối tượng nổi bật trong tập thể và được nhiều người săn đón. Chỉ cần bạn có con mắt tinh đời thì dễ tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn tương đối hòa thuận và biết thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên, cần chú ý đến nguy cơ kẻ thứ ba rình rập, chớ nên buông thả bản thân. Sức khỏe tốt, nhìn chung Đương Số duy trì được sức khỏe ổn định, ít bị đau ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Hãy duy trì lối sống điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh, tránh làm việc quá sức, để bản thân vào cảnh lao lực khi gặp chuyện căng thẳng. Đừng ngại trao đổi với mọi người xung quanh để được giúp đỡ kịp thời. Các tháng tốt, xấu trong năm 2024. Các tháng tốt, tháng 3, 5, 6, 8, 9, 11 và tháng 12 âm lịch. Các tháng xấu, tháng 1, 7 và tháng 10 âm lịch. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong năm 2024. 1. Phật bản mệnh cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Mỗi con người chúng ta cầm tinh một con giáp khác nhau, nên vị Phật hộ mệnh cũng khác nhau và quyền năng cũng khác nhau. Vì thế, nên chọn và tu hành theo Phật bản mệnh tương ứng với tuổi của mình để đạt được những nhiệm màu tốt đẹp. Vậy với tuổi Canh Thân sinh năm 1980, Phật bản mệnh của con giáp này là vị nào? Đó chính là Phật Đại Nhật Như Lai. Vốn dĩ, người tuổi Thân nói chung và Canh Thân nói riêng đa số có tính tình ham chơi, giỏi giao lưu, lại thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo, rất được người khác tán thưởng. Song nhược điểm của người tuổi này là thiếu sự kiên trì, dễ nóng nảy, nhanh chán, nên dù có nhiều ý kiến hay ho nhưng dễ bỏ cuộc giữa chừng, nên không đạt được kết quả như mong muốn. Đeo bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai có thể giúp củng cố tâm tình, tăng cường tính kiên nhẫn, hỗ trợ vận trình của bản mệnh càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Đại Nhật Như Lai sẽ ở bên che chở cho tuổi Canh Thân suốt một đời, nên thỉnh bản mệnh Phật về mang bên mình. Đeo càng lâu, linh tính càng mạnh, tương thông với chủ nhân, trừ tà độ mệnh, thành vật phẩm không thể tách rời, có tác dụng phong thủy vô cùng lớn. 2. Vòng tay đá mắt hổ vàng. Sử dụng vòng tay đá mắt hổ vàng giúp gia tăng sự mạnh mẽ cho tuổi Canh Thân. Vòng tay đá mắt hổ giúp cho chủ nhân của nó luôn có trạng thái tinh thần tốt nhất. Nó giúp gia tăng lòng dũng cảm để đương đầu với các thử thách. Không những vậy, đá mắt hổ còn giúp kích thích lòng tin và thúc đẩy nâng cao năng lực hành động cho chủ nhân của nó. 3. Tỳ hưu đá tiêu ngọc đỏ. Đá tiêu ngọc là một loại đá tự nhiên nên vẫn giữ được linh khí cắt khí phong thủy. Đá có hạt mịn, mặt cắt có gân, độ cứng tương đối, bản thân màu trắng ngà và đặc biệt có thể kích màu để tạo nên những màu sắc đặc trưng sau khi chế tác như đen, nâu đỏ, xanh. Tỳ hưu ngọc đi theo từng cặp với kiểu dáng riêng nhưng vẫn tuân thủ đúng quy chuẩn là có một rực, hai cánh và không hậu môn, mang hàm ý mang lại may mắn, tiền tài của cải cho gia chủ. Bạn có thể đặt tỳ hưu ở phòng khách, phòng làm việc, công ty, cửa hàng kinh doanh, đầu quay ra ngoài để hút tài lộc. 4. Tranh phong thủy sức khỏe dồi dào. Tử vi 2024 cho thấy sức khỏe của tuổi Canh Thân năm nay khá bình ổn, song vẫn có những lúc ốm vặt, tinh thần không được thoải mái cho lắm. Sức khỏe là vốn quý mà ai cũng cần có. Con giáp này muốn tăng sức khỏe cho mình thì có thể chọn những bức tranh phong thủy ý nghĩa để treo trong nhà. Tranh phong thủy không quá quan trọng phải là đồ đắt tiền, là tranh nổi tiếng do đích thân danh họa vẽ, chỉ cần hợp mắt, hợp thẩm mỹ và có ý nghĩa tốt là được. Không nên treo tranh thú dữ, tranh họa về những cảnh tượng buồn đau, man dợ, dễ tạo ra những luồng khí xung sát, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của người xem tranh. Nên hướng tới những bức tranh có màu sắc tươi sáng, ý nghĩa tốt lành,
Khi chọn vị trí treo tranh, ngoài việc xem xét không gian của căn nhà, thì gia chủ nên nhớ không nên treo tranh thẳng với cửa phòng, cửa nhà. Nếu không, hiệu quả phong thủy sẽ bị giảm sút rõ rệt. 5. Tượng cá chép vật phẩm phong thủy tuổi Thân. Đồ phong thủy trong nhà không thể thiếu tượng cá chép bằng hồng ngọc, phỉ thúy hay vàng rồng, mang ý nghĩa tượng trưng cho giàu sang, phú quý, sung túc và đủ đầy. Với biểu tượng cá chép hóa rồng còn mang đến ý chí vượt qua khó khăn, kiên trì để có được thành công, và mang ý nghĩa tượng trưng cho công danh sự nghiệp sáng ngời, thăng tiến. Nếu gia chủ trưng tượng cá chép trong nhà ở hay treo ở phòng kinh doanh, sẽ có tác dụng thu hút tiền tài chạy vào nhà. Ngoài ra, có thể dùng vật phẩm phong thủy cho xe hơi, đặt trong xe ô tô, mang lại tiền tài, an toàn, bình an cho gia chủ. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Tý. Đây là năm thích hợp để người tuổi Canh Thân làm ăn kinh doanh, gây dựng sự nghiệp. Nhiều cơ hội ập đến, giúp bạn gặt hái được thành quả như mong muốn. Tuy nhiên, trong năm vẫn không tránh khỏi họa thị phi, vì thế hành sự cần thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Nếu có ý định khởi nghiệp, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Sửu. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Thân, thấy rằng trong năm có thiên hỷ cát tinh soi chiếu, bản mệnh nên đi xa làm ăn, như vậy sẽ gặp được nhiều cơ hội. Nửa đầu năm có một vài sự cố nhỏ xảy ra, nhưng không có đáng ngại, đến cuối năm có thể đổ bệnh, cần tốn tiền chữa trị. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Dần. Năm này nửa hung nửa cát, vận trình thiếu ổn định, sự nghiệp lên xuống thất thường, chuyện hôn nhân cũng có nhiều mâu thuẫn, bất hòa. Nhiều áp lực đổ xuống có thể khiến bản mệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, vì thế nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nên tâm sự với người đáng tin cậy để tinh thần được nhẹ nhõm. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Mão. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, cát tinh đem tới nhiều cải thiện trong vận trình của người tuổi Canh Thân. Bước sang năm Mão, bạn nhận thấy nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh xuất hiện, tuy khó khăn vẫn không tránh khỏi, song đây cũng là cơ hội để bản mệnh nhận ra điểm mạnh của mình, kết giao được với những bạn bè cùng chung hoạn nạn. Trong năm, chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Thìn. Trong năm Thìn, người tuổi Canh Thân gặp nhiều thuận lợi trong vận trình, đặc biệt đường tài lộc có điểm sáng đáng kể, có thể những cố gắng trong suốt thời gian qua đã giúp bạn thu hoạch được trái ngọt. Người tham gia thi cử, theo đuổi con đường học vấn cũng sẽ gặt hái được thành tích cao. Có điều con giáp này cần thận trọng khi kết bạn, tránh để kẻ tiểu nhân lừa gạt. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Tỵ. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Canh Thân, bản mệnh cần hết sức lưu ý tình hình sức khỏe trong năm này. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên đi khám chữa ngay, chớ kéo dài, khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Năm nay cần coi trọng sức khỏe hơn sự nghiệp hay tiền bạc, nếu chủ quan lơ là thì dễ phải hối hận. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Ngọ. Bước sang năm Ngọ, vận trình của bản mệnh thuận lợi hơn nhiều, trong gia đình cũng có nhiều hỷ sự, đặc biệt phương diện đầu tư có nhiều khởi sắc. Bạn có thể đánh giá tình hình chuẩn xác và đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp tiền đổ về trong túi. Những người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ, cũng sẽ có tiền đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Mùi. Trong năm này, bản mệnh gặt hái được thành tích trong sự nghiệp, đầu tư cũng đem lại ít nhiều thành quả đáng mừng. Có điều con giáp này vẫn cần phải cẩn thận kẻ xấu, chớ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ bên ngoài. Bạn cần kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi bỏ tiền đầu tư, mua sắm, chớ để kẻ xấu lừa gạt trắng tay. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Thân. Năm này, đào hoa của người tuổi Thân khởi sắc, song bạn cần cẩn thận trong các mối quan hệ, tránh đẩy mình vào cảnh thị phi. Tiền bạc cũng cần có cách chi tiêu hoặc đầu tư hợp lý, tránh tiêu xài theo sở thích cá nhân, kẻo luôn luôn cháy túi. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm, bản mệnh dễ mắc các căn bệnh vặt vãnh. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Dậu. Cát tinh Thái Dương đem tới nhiều điều may mắn bất ngờ cho người tuổi Thân. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt thu được tiền bạc dồi dào, khẳng định được vị thế trong tập thể cũng như trên thương trường. Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công đến mấy, thì bản mệnh cũng cần chú ý nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi quá độ. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp năm Tuất. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Thân, bước sang năm Tuất, con giáp này sẽ phải cực kỳ cố gắng làm việc, đặc biệt là khi mới bắt tay vào công việc sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Vì thế, làm việc gì bạn cũng cần phải để tâm, cẩn thận,
luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Vận trình tuổi Canh Thân sinh năm 1980, gặp năm Hợi. Năm nay người tuổi Canh Thân khó tránh khỏi chuyện kiện cáo trốn quan trường, họa phá tài cũng luôn rình rập, vì thế đề nghị bản mệnh làm việc gì cũng cần thận trọng. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu xuống dốc, đặc biệt dễ mắc các bệnh đau đầu, nên chú ý sinh hoạt điều độ. Và ngay bây giờ, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đi vào luận giải nội dung chi tiết, vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch, may mắn của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiếp Tân Xuân, là người hoạt bát, năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau lặt vặt. Xem vận mệnh của người tuổi này cho thấy, sức khỏe người này tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực, tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em trong nhà không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi này nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, người tuổi này tính tình có phần cố chấp, tuy được ơn Mão Mộc, quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Người tuổi này có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm, tháng sinh này khiến cho bạn tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều. Xung quanh lộc không bền, tại chức, tại vị không được lâu dài, đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do Canh Thân bị tiểu nhân quấy phá, tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nội tâm phản bội thì dễ khiến người tuổi này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm theo lịch vạn niên là tiết Thanh Minh, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để, nên cũng hỗ trợ được phần nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng lớn, có thể theo nghiệp kinh doanh, người này có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao, họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, mà được hưởng hạnh phúc, tiêu diêu tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình, khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em nâng đỡ, lớn lên có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc, sự nghiệp đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bạn nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, người tuổi này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng, có tài năng đấy nhưng chưa chắc được hưởng phúc, là người thông minh, tài trí, họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí, nên hung cắt đan xen, cũng may có người giúp đỡ, nên vận trình không quá sa sút. Tử vi phương Đông tiết lộ, người tuổi này sức khỏe khá tốt, ít khi ốm đau, có điều người này có phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình, có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc, nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện, cơm ăn, áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời người tuổi Canh Thân, sinh tháng tư âm lịch luôn bị thị phi quấy rối, chuyện khẩu thiệt thị phi vây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh, hay gây mâu thuẫn với người khác, nhân duyên, vị thế kém vượng, tài lộc khá ổn nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người tuổi này phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn, họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên, nhường dưới, biết tiến, biết lùi, song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng vào chuyện khẩu thiệt thị phi, người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người tuổi này không có tổng nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực, sớm ra đời làm việc, họ lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng, ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người tuổi này cũng được nhiều người tương trợ, từ tuổi trung niên,
vận trình của bạn dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều, mà suy nghĩ lạc quan, tích cực, cuộc đời cát hung, họa phúc đan xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiền vinh, phú quý. Tra cứu lịch vạn niên, người tuổi này sống tiêu diêu, tự do, tự tại, không để ưu phiền sống qua ngày, được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương, nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, còn tiền tài thì không giúp được nhiều, mà toàn bộ do Canh Thân tự dựa vào chính sức mình để làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình, nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình, cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết Lập Thu, vào mùa thu hoạch nên người này có cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Người tuổi này biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều, tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không thiếu cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng có. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiền vinh. Người tuổi này trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều, thiên tư đỉnh ngộ, có tài, có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi này được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ nên rất thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trùng với tiết Hàng Lộ, người tuổi này là người có tài, có tinh thần tự lập, có lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn, trắc trở, cho dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào, chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần, các hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui rủi, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm, không có gì đặc biệt. Vận mệnh của người này thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được, tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, và lại có ý chí phấn đấu. Song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường, thử làm theo lời Phật dạy, để quý nhân luôn bên mình. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông, cuộc đời của người này bình thường, không có gì nổi bật, nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện. Điều này có phần nhàm chán, nhưng lại thích hợp với vận mệnh của người này. Đây là người thông minh đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tình thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng chỉ vô dụng khi mà bản thân người này có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm với những gì mình đang có. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi này cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhưng cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người tuổi này tính khí có phần thất thường, hay nổi nóng, nhưng tính tình thẳng thắn, nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù cho bản thân, là người có tài năng, họ không sợ ác bá cường quyền hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết Tiểu Hàn trong năm, khí trời lạnh giá, khiến cho con người mất cảm giác an toàn. Người này hay thay đổi, dao động, họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì, nhưng may mắn thánh nhân đãi kẻ khổ khờ, cuộc sống vẫn bình an. Khi về già người này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc, khi mà gia đình hòa thuận, cha mẹ thương yêu, lúc còn nhỏ họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa, độc ác với ai. Định mệnh an bài, người tuổi này số phú quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người kính nể vì cuộc sống của người này, an nhàn tuổi già, hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Quý vị thân mến, nhân sinh tại thế, 10 phần thì có đến 7-8 phần không như ý. Đường đời hiểm trở gian nan, cũng khiến Canh Thân dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Tuy nhiên như người xưa vẫn nói, nhân sinh chính là một cuộc tu hành, mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập.
học được từ trong những thống khổ, sẽ nhận được sự bù đắp, đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo. Thật ra cách sống tốt nhất của một sinh mệnh canh thân, đó chính là sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy, xin canh thân vui lòng vứt bỏ 3 điều, đặc biệt từ 45 tuổi trở đi. Nếu canh thân có thể giải phóng bản thân khỏi 3 điều này, sẽ có được một cuộc sống thực sự như ý tín chủ. Thứ nhất, vứt bỏ oán giận. Khi còn trẻ, canh thân thường than phiền, oán giận rất nhiều, than phiền vì công tác không thuận lợi, phàn nàn về xung đột trong hôn nhân, than phiền bởi phải làm lụng vất vả vì con cháu. Nhưng tới tuổi 45, canh thân nên hiểu, oán giận không có tác dụng gì ngoại trừ việc tăng thêm rắc rối, bởi vì oán giận chỉ là sự phát tiết của cảm xúc, chứ không phải là một giải pháp. Nếu canh thân thực sự muốn giải quyết quyết vấn đề từ gốc rễ, thì nên buông bỏ những phiền muộn của mình, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Nếu làm được điều này, thì chắc chắn canh thân sẽ có bước đi đúng đắn, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Khi canh thân học được cách không oán trời trách người, cũng không trách mình, bạn sẽ phát hiện những sự tình mà bạn từng than phiền, thật ra cũng không gian nan như canh thân từng nghĩ. Mở rộng tấm lòng, có phiền muộn cũng đừng để trong tâm, có thù hận cũng đừng ghi nhớ. Người xưa có câu, không biết muộn phiền, không nhớ tuổi tác, thì sẽ không có bệnh tật. Nếu quý sư thực sự cảm thấy áp lực, hãy vận động nhiều hơn, cùng bạn bè đi ra ngoài đâu đó, ngó nghiêng một chút, bạn biết để đối mặt với những khó khăn bằng tâm lý thoải mái và tích cực sẽ tốt hơn rất nhiều so với phàn nàn vô nghĩa. Thứ hai, vứt bỏ bi quan. Có thể nói sự bi quan là trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc, bởi vì nếu canh thân luôn đối mặt với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ bi quan, thì ngay cả khi xung quanh bạn là tiếng hoan hô cười nói, bạn vẫn sẽ chỉ cảm thấy buồn bực. Những người luôn vui cười rạng rỡ kia, không phải là họ không có nỗi buồn đau và gian nan trong cuộc sống, mà là họ biết rằng đau khổ cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì, nó chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng con người ta mà thôi. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Ở độ tuổi 45, hầu hết canh thân đều đã trải qua nóng, lạnh, buồn vui của đời người, nên sẽ càng thêm hiểu được cuộc sống có những việc đôi khi khi chính mình cũng không thể lựa chọn, nhưng tâm tình của canh thân là do chính canh thân kiểm soát. Cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy canh thân nên quẳng gánh bi quan, nghênh đón vạn điều với tâm trạng hân hoan nhất. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Như vậy, cho dù tương lai là mưa gió hay cầu vồng, canh thân vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Thứ ba, vứt bỏ những điều không xứng đáng. Càng trưởng thành, canh thân sẽ càng hiểu được cần phải vứt bỏ dối trá và giữ lại sự hồn nhiên trong sáng trong tâm. Vì đã 45 tuổi nên dành thời gian ở những nơi quý giá nhất, không cần phải lãng phí thời gian cho những người và những thứ không đáng. Trong quá khứ, canh thân có thể phải bận tâm đến sĩ diện của mình vì những thứ vẻ ngoài hời hợt mà luôn mệt nhọc bôn ba. Nhưng ở tuổi 45 trở đi, khi tĩnh tâm và suy ngẫm lại, canh thân sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực này chính là vô ích, ngoài việc chiếm thời gian và năng lượng của bạn, nó không có tác dụng nào khác. Vậy tại sao canh thân phải cố hết sức để làm những chuyện chỉ để lấy lòng người khác? Hãy mạnh dạn vứt bỏ những điều không đáng này, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Một canh thân ở độ tuổi 45, làm ơn hãy vứt bỏ những điều không tốt này, từ đó học cách đối xử tốt với bản thân, không còn bi quan và phàn nàn, gạt bỏ sự mềm yếu. Đừng cố chấp với những điều không xứng đáng. Làm được rồi, canh thân sẽ thấy rằng cuộc đời này đang rộng mở thênh thang. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.